hayzo.vn, website bán nick ngọc rồng, đồ ngọc rồng, dịch vụ ngọc rồng, hoặc là bán nick liên quan. Anh em có nhu cầu có thể vào chọn vòng quay số và gian giao nick, giá cực rẻ, giao dịch cực nhanh. Anh em lên hayzo.vn giao dịch nhanh hơn nhiều cũng chẳng mặt. Thời tiết nóng được quá. Mở cái dương 11 phát xem nào. Uầy, 7 triệu vàng anh em ạ. 1 triệu 4. À quên, một cái găng ngon đấy. Ngon đấy. Từ từ để mình vứt cái này đi đã. Vứt đi. Vứt đi, ok. Mình sẽ bán cái găng đi xem được bao nhiêu tiền nhá. Về hành tinh hạ đẳng của nhà ngươi mà mua đồ cùi nhé. Tại đây chỉ bán đồ cho người say da thôi. Đừng bao giờ khinh thường người khác. Mình vừa bị thằng Apu nó chỉ nhục anh em ạ. Được lắm. Thì bây giờ mình đặt kèo với cả người say da. Solo ăn dương 11, solo sức đánh ăn dương 11 và đặt kèo 10 tỷ vàng luôn. Ok, ok chưa? Mình đặt kèo 10 tỷ vàng luôn. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn 10 tỷ vàng nhé. Chuẩn bị sẵn cho thua luôn. Ở đây đặt sẵn 10 tỷ vàng luôn. Trầu trước mặt luôn. Nói là có tiền luôn. Chứ không phải là nói dạo nó phét. Nói là có tiền luôn. Đây, trên đây là hơn 10 tỷ vàng. Ok chưa? Solo thẳng luôn. Anh em xem trận solo này nha. Hello anh em, đây trận đấu bắt đầu nha. Mình cùng lên trận một, cùng một nút luôn. Đấy, một bên là con 5x nha, một bên là con say da nha. Mình sẽ đánh hết sức có thể, nghĩa là mình sẽ không phân biệt con nào hết. Còn con say, anh em nhìn con 5x của mình này, có cái gì đâu, độc đồ cùi, độc đồ cùi, được chưa, độc đồ cùi luôn. Có một cái thỏ là ngon. Còn con say da này, để mình cho xem con say da. Đấy, con say da độc đồ. Nói chung là xét có đệ tử thì khá là cùi, còn xét có sư phụ thì không cùi một tí nào. Nói chung cũng được. Cũng nói chung là chắc chắn là xét đồ sẽ hơn bên Nam X mình. Vì sức đánh của nó sẽ cao hơn mà. Bởi vì xét đồ con bên con Nam X của mình chỉ có một con thỏ thôi mà không có đệ tử nha. Quan trọng nhất là không có đệ tử. Tức là gần như là sức mạnh nó giảm đi một nửa rồi. Đôi khi đệ tử nó còn vip hơn cả sư phụ luôn. Thông thường ấy, thông thường đệ tử lúc nào cũng vip hơn sư phụ. Bởi vì anh em úp găng hủy diệt ấy, đầu tiên anh em phải mua cho đệ tử trước, chứ không bao giờ mua cho sư phụ trước. Hoặc là anh em mua quần hủy diệt ấy, đầu tiên lúc nào, nói chung lúc nào anh em cũng trau chuốt cho đệ tử, không bao giờ trau chuốt cho sư phụ. Thế nên đệ tử lúc nào cũng vip hơn sư phụ luôn. Nhưng con 5x của mình không có đệ tử luôn, gần như không có đệ tử. Có nhưng không có luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bật AK đi này. Đấy, bình thường thì mình chia đôi màn hình ra. Chia đôi màn hình ra giống như kiểu là vừa nãy anh em xem ấy. Chứ nếu mà chia đôi màn hình ra theo kiểu này ấy, thì đi rất khó luôn. Đây, bây giờ mình sẽ ăn cùng độ bổ huyết vào. Ok, hai con bắn nó. Ok. Ok. Đều giết được con 500k máu rồi. Con ấy rất khó chịu anh em ạ. Bởi vì đánh theo phần trăm máu là rất khó chịu. Đấy, bây giờ con ok, con 5x của mình, con 5x của mình đã giết được con đấy gì mình quên tên rồi. Nói chung là 2 triệu máu trước con say ra rồi. Ok, kèo này căng. Rồi, 5x cố lên, 5x cố lên. Còn con say ra, ui, say ra đánh yếu thế. Chắc phần kèo thắng rồi, 10 tỷ vàng thuộc về tay mình. Mình đang có 10 tỷ vàng này. 10 tỷ vàng để trong con ác này nha, chứ còn ở vàng ở kia mình có cả trăm tỷ cơ. 10 tỷ vàng này, tí nữa thêm 10 tỷ vàng nữa là 20 tỷ vàng. Ngoài quá ngon luôn anh em ạ. Đây, ở con kia mình sẽ tháo tất cả, tháo giáp điện tập ra và mình sẽ đấm cho nó nhấc hình luôn. Ok chưa? Một con là 137.000 sức đánh và một con là 163.000 sức đánh. 163 trừ 137 bằng bao nhiêu? 3 này trừ 7 bằng 6 này, 6 là 26.000 à. Ok, 26.000. Con 5 à, con say ra hơn con 5x 26.000 sức đánh anh em nhé. Chấp luôn, được chưa? Chứ còn nếu mà hai con mà bằng sức đánh nhau ấy, mà đệ tử mà ngon nghẻ, đệ tử mà như nhau ấy, mình nói thật với anh em chứ, say ra không có tuổi, mình không thèm làm kèo luôn, mình không thèm nhận kèo luôn, được chưa? Bây giờ con 5x ấy, mình sẽ mặc cái và là cái đồ hút máu vào để cho nó hút máu. Bởi vì con 5x cái này của mình rất cùi nên là mình phải mặc hai đồ hút máu vào, hút máu nó 20% ấy thì mới được. Chứ hút máu 10% giống như ở những con khác ấy thì không ăn được con tiên sinh năng này đâu. Đấm thốn lắm anh em ạ. Đấy, nó choáng quá, nó đấm gần đai. Con này thì mình tắt AK đi. Tắt AK đi nhá. Mình biến khỉ lên. Ok, rồi mình bật AK lên. Tiếp tục nào. Ok, xem thằng nào. Ôi trời ơi, say
xảy ra nó hiện máu cuối trước rồi. Ôi nhưng mà Namek đã hiện máu rồi, vẫn còn tia hy vọng. Namek cố lên vẫn còn tia hy vọng cơ mà. Rồi ok, cả hai đều choáng được. Xảy ra thì nó được lợi thế là khi mà choáng ấy thì máu nó vẫn hiện, nó vẫn giết được. Ui trời ơi nuôi mày bao nhiêu công ăn, đặt bao nhiêu niềm tin hy vọng của mày. 10 tỷ vàng của tao đấy, không phải đơn giản đâu, không phải đơn giản đâu. Đấy thì nói chung là Namek thì nó bị một cái bất lợi, đó là khi mà anh em bị con thiên sinh thăng nó choáng ấy thì anh em không, nó không trừ máu. Còn Namek à, con trái đất à gì nhỉ, xảy ra nó khi nó bị choáng ấy nó vẫn hiện máu bình thường, nó vẫn đánh bình thường. Trời ơi kèo này căng rồi, kèo căng rồi. Ai ăn trước ok mình phải tắt AK đi. Đấy anh em đến độ khoảng 130 mấy giây thì anh em tắt AK đi để cho nó không bị nát khỉ ấy. Nếu mà anh em không tắt AK đi mà anh em bật tí nữa hết khỉ, anh em bật khỉ lên ấy, chắc chắn là sẽ nát khỉ đấy. Rồi anh em lại bật AK lên. Bình thường thì mình đi hai phiên bản một lúc nhá, hai phiên bản một lúc mình chia màn hình ra theo chiều ngang, à theo chiều dọc ấy, chứ không phải theo chiều ngang như này đâu. Mình chia theo chiều ngang này để anh em nhìn nó dễ thôi, chứ bình thường mình chia theo chiều dọc cơ. Chiều dọc thì mình nhìn lại dễ, mình chat nó dễ hơn. Nên chiều ngang này chat nó hay bị nát, nó hay bị đít ra lắm. Mình dùng Xiaomi anh em nhé, thế nên là nó hay bị đít ra lắm. Đó, ôi trời ơi, một con còn 57 giây, một con còn 94 giây. Kèo thắng thuộc về ai đây? Ui ơi trời ơi, xảy ra là bắt đầu hiện vành máu cuối cùng rồi. Ok, trời ơi, xảy ra thắng rồi. 10 tỷ vàng của tôi. Anh em xem đến đây nhớ like và subscribe giúp mình nhá. Còn Namek vẫn đang đánh. Trừ 200 máu và 200k máu và ôi, Namek đã đến vạch thứ hai rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu đếm giây nào. Ok, mình đã nhận được dương 11 của con xảy ra. Để kèo này coi như là xảy ra thắng nha. Kèo này xảy ra thắng, tuy xảy ra thắng nhưng mà không nhục một tí nào anh em ạ, bởi vì con xảy ra đây anh em nhìn đồ này, độc đồ ngon. Đồ ngon hơn là Namek rất là nhiều. Nói chung là đồ thì nó cũng bình thường nhưng mà căn bản xảy ra sức đánh nó hơn rất là nhiều, hơn những 20 mấy k cơ mà. Tất cả hai con đều không có nội tại anh em nhé, hai con đều không có nội tại. Con Namek của mình không có nội tại liên hoàn, còn con xảy ra cũng không có nội tại cú đấm canic hoặc là nội tại khỉ, tất cả đều không có nội tại hết. Nội tại cùi ấy, nghĩa là nội tại không liên quan gì đến sức đánh. Thế nên là con xảy ra này thắng rồi. Thôi được rồi, thắng thì nói chung vừa nãy nói 10 tỷ vàng ấy, thì coi như là giao dịch cho nó 10 tỷ vàng. Đơn giản có cái gì đâu, 10 tỷ vàng thôi mà, đúng không? Anh em nào mua vàng ngọc thì anh em trao đổi vàng ngọc ấy thì liên hệ Zalo mình nhá. Zalo mình để ở trên mô tả góc phải bên, ở dưới mô tả cũng có, góc phải bên màn hình trên cùng cũng có. Anh em IP Zalo mình chỉ trao đổi vàng ở server 5 thôi nha. Ok anh em cần thì IP mình, xem đây anh em nhớ like và subscribe giúp mình nha. Ok anh em nhá. Mình bây giờ mình giao dịch vàng cho nó. Như anh em vừa thấy đấy, thua sấp mặt nờ rồi anh em ạ. Thua sấp mặt luôn. Thế bây giờ mình phải chuyển vàng cho nó rồi anh em ạ. Chán quá anh em ơi. Mình lại chuyển vàng cho nó 10 tỷ vàng. Nói là có tiền luôn, được chưa anh em? Đấy, 10 tỷ vàng luôn. 300 thỏi vàng, gần 300 thỏi vàng, tính ra là hơn 10 tỷ. Mình cứ tính đơn giản nó là 10 tỷ đi. Đấy, thua là phải nhận, mình thua là mình phải nhận. Nhưng mà thua không nhục anh em ạ, thua không nhục tí nào luôn. Bởi vì cái thằng xảy ra ấy, nó sức đánh nó hơn mình bao nhiêu luôn. Thằng xảy ra nó 160.000 sức đánh, hơn 163.000 sức đánh. Trong khi đó con 5x con này của mình, tính tổng cộng tất cả ăn bổ huyết cung nộ tất cả vào ấy, thì mới có được là 137.000 sức đánh thôi. Đấy là mình còn chưa kể là đồ của mình cùi ăn đồ nó bao nhiêu. Đây đồ mình toàn đồ cùi, còn đồ của nó nha, độc đồ xịn thôi anh em ạ. Nói chung là nó đệ mình nha, đệ mình còn không có đệ, gần như là không có đệ, con đệ quá là cùi luôn anh em ạ. Gần như là con đệ cộng có 1.200 sức đánh thôi, gần như là cộng như không cộng ấy. Đấy cộng như không cộng, mình thua nhưng mà không nhục luôn anh em ạ. Đây này, cái hàng của mình đang cùi. Thế nên là anh em, nếu mà anh em hỏi là ăn dương 11 ấy dùng size dài 5x thì theo mình trả lời cho anh em nhé, là dùng 5x anh em ạ. Mình vẫn thích dùng 5x hơn, mặc dù mình thua. Ô được, ok được chưa? Hôm sau mình sẽ làm một clip tiếp theo
về các cuộc hành trình Ránh Dương 11 này nữa. Ok, bye bye tất cả mọi người. Anh em nhớ like, subscribe và đăng ký kênh giúp mình nhé.